Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn cao điểm ùn ứ giao thông do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Như mọi năm, khoảng một tháng trước thêm Tết Nguyên đán, đường xá ở thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn cao điểm ùn ứ giao thông. Điều đã trở thành một nhịp sống, cứ đến hẹn lại lên. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh như quốc lộ 1, đường tỉnh lộ 10, đường Tân Kỳ, Tân Quý, quận Bình Tân, đường Cộng Hòa, đường Hoàng Văn Thụ, đường Trường Chinh, quận Tân Bình, khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất, tình trạng kẹt xe ùn ứ diễn ra nghiêm trọng dù không phải giờ cao điểm. Mới đây, trên đường Cộng Hòa, đường Hoàng Văn Thụ, dòng xe ùn ứ dài hơn 1 km. Tại đây, xe máy, xe buýt, xe ô tô lưu thông hỗn loạn chen chúc nhau, len lỏi vào các khoảng trống để di chuyển. Đường Hoàng Văn Thụ ùn ứ ở cả hai chiều lưu thông, nhiều xe máy nối đuôi nhau chạy lên vỉa hè vì đường không còn khoảng trống. Đường xá đông đúc cùng thời tiết nắng nóng khiến cho các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. Chị Đặng Thị Mai Ly, quận Tân Bình cho biết, nếu vào những ngày bình thường tôi mất khoảng 30 phút để di chuyển từ nhà đến nơi làm việc, thì khoảng một tháng nay việc di chuyển của tôi vất vả hơn. Đường xá lúc nào cũng đông, ùn ứ diễn ra cả ngày. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường thuộc khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất cũng lâm vào tình trạng tương tự. Các tuyến đường như Bạch Đằng, Pha Đình Giót, Trường Sơn, Hồng Hà, dòng xe dày đặc dù không phải giờ cao điểm. Tại đây, hàng dài phương tiện chen chúc từng khoảng trống, bóp còi inh ỏi, hối thúc nhau di chuyển nhanh. Ở khu vực khác, trên quốc lộ 1, hàng dài xe tải, xe container, xe khách xếp hàng dài hơn 2 km hướng từ huyện Bình Chánh ra thành phố Thủ Đức. Ùn ứ nghiêm trọng hơn ở cả đoạn đường từ tỉnh lộ 10 đến nút giao Tân Kỳ, Tân Quý. Càng về cuối năm, tình trạng ùn ứ sẽ càng gia tăng và diễn ra cả ngày do nhu cầu đi lại mua sắm của người dân tăng cao. Không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng cũng diễn ra ở cả Hà Nội. Trên các tuyến đường hướng vào trung tâm thành phố đều chật kín phương tiện, các dòng xe nối đuôi nhau gây nên cảnh ùn ứ kéo dài, đặc biệt tại các tuyến đường kết nối Hà Nội với các tỉnh lân cận hay các điểm nóng giao thông như đường vành đai 3 trên cao, ngã tư Sở, khu vực phố cổ, các tuyến phố chính hay các đoạn đường đang thi công dở dang. Tình trạng ùn tắc trong những ngày cuối năm căng thẳng do nhu cầu đi lại mua sắm của người dân tăng cao. Ngoài ra có tình trạng nhiều xe chở hàng hóa Tết cồng kềnh, xe đỗ dưới lòng đường, khu vực bán cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, khiến tình hình ùn tắc xảy ra nghiêm trọng dịp giáp Tết. Cùng với đó, việc hạ tầng thành phố đầu tư thiếu đồng bộ, các tuyến đường vành đai chưa hoàn chỉnh, cầu qua sông Hồng còn thiếu, nhiều công trình thi công gây thu hẹp mặt cắt các tuyến đường, các tuyến giao thông trục chính, cầu lớn có mật độ phương tiện tham gia giao thông vượt thiết kế, ý thức của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông chưa cao cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông. Một người dân ngụ quận Thanh Xuân cho biết, những ngày này ra đường luôn trong tình trạng căng thẳng, phương tiện đông đúc hơn, thời tiết mưa lạnh khiến tầm nhìn hạn chế. Vào giờ cao điểm, thường xuyên xuất hiện tình trạng dòng xe kẹt cứng kéo dài hàng trăm mét trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết, đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2024, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông. Theo giả soát, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 234 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông dịp cuối năm. Theo đó, để giảm ùn tắc giao thông, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội giao Thanh tra giao thông chủ trì phối hợp với Công an thành phố xây kế hoạch tại các vị trí nóng nhất là khu vực cửa ngõ phía Nam thực hiện phân luồng từ Pháp Vân Cầu Rẽ đối với các phương tiện vào nội đô hoặc đi qua Hà Nội để sang các địa phương khác. Tại các cửa ngõ ra vào khác của thành phố cũng đã chỉ đạo các lực lượng ở Hà Nội phối hợp với Thanh tra Giao thông và lực lượng tại các địa phương lên phương án thực hiện phân luồng từ xa. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2024 tại Hà Nội, vấn đề cần lưu ý nhất là ùn tắc nội đô và trên đường vành đai. Nếu không giải quyết được vấn đề này, dẫu có nhiều phương tiện đến mấy cũng không thể di chuyển vào các bến xe kịp thời để đón khách. Nhấn mạnh khu vực cửa ngõ phía Nam là điểm nóng của Hà Nội dịp lễ Tết, bà Hiền đề nghị Hà Nội ra soát xem xét có cần bổ sung thêm giải pháp tổ chức giao thông ở khu vực này hay không. Lưu ý tổ chức theo phương án phân loại phương tiện, ưu tiên tuyến chính cho xe khách, xe tải trọng lớn vì các tuyến đường gom các xe này đi vào sẽ dẫn đến quá tải. Xem xét một số tuyến đường nội đô, nội khu trước đây cấm xe liên tỉnh có thể trong thời điểm nhất định như dịp Tết cho phép các xe này hoạt động. Để đảm bảo an toàn giao thông trong khoảng thời gian ga Sài Gòn tăng cường phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra phương án phân luồng giao thông.
Cụ thể, từ ngày 24 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 2, tổ chức phân luồng giao thông trên đường Đỗ Thị Lời, đoạn từ đường Hoàng Sa đến đường Cách mạng tháng 8, quận 3 được điều chỉnh như sau. Đoạn đường từ Hoàng Sa đến đường Trần Văn Đang cấm xe ô tô lưu hành trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ theo hướng lưu thông từ Hoàng Sa đến đường Trần Văn Đang. Lộ trình lưu thông thay thế tham khảo: đường Hoàng Sa, đường Rạch Bùng Binh, đường Cách mạng tháng 8. Đoạn từ đường Trần Văn Đang đến đường Cách mạng tháng 8 cấm xe ô tô lưu thông trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ. Lộ trình lưu thông thay thế tham khảo: đường Cách mạng tháng 8, đường Phạm Văn Hai, đường Hoàng Sa và ngược lại. Sở Giao thông Vận tải thành phố lưu ý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ. Xe ô tô của cư dân trong khu vực được phép lưu thông theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 10 ngày 29 tháng 1 năm 2024 về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai các phương án tuần tra kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trên đường bộ, nhất là các tuyến đường cao tốc. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều đường, dừng đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy, không nhường đường cho xe ưu tiên, đi vào làn dừng khẩn cấp. Ngăn chặn và xử lý triệt để các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm khi qua đường ngang, phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Đồng thời triển khai ngay thu phí không dừng tại các sân bay. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải siết chặt kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải thông qua các thiết bị giám sát hành trình, xử lý kịp thời đối với các phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về tốc độ, chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc, các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Tết, chú trọng đối với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc, xe chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định. Đặc biệt, bảo đảm hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động thông suốt, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai ngay phương thức thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay, kết nối liên thông đồng bộ vào hệ thống thu phí điện tử không dừng trên toàn quốc theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.